Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm ngày 25 tháng 4 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến có bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống tăng trở lại với tỷ lệ tăng là 0,39%, giao dịch ở mức 2.325 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm với tỷ lệ giảm là 0,26%, giao dịch ở mức 105,59 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, đứng ở mức 64.000 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ, giao dịch ở mức 4,649% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô cũng tăng nhẹ, đứng ở mức 82,87 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Mặc dù đảo chiều tăng nhẹ trở lại, tuy nhiên theo chuyên gia phân tích cấp cao Omar Simpson của CT Index cho rằng giá vàng có thể sẽ giảm mạnh nếu các báo cáo cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn kiên cường. Với bất cứ dấu hiệu tăng bất ngờ nào cũng sẽ làm gia tăng khả năng duy trì chính sách tiền tệ tích cực trong thời gian lâu hơn nữa của Fed. Điều đó sẽ đẩy đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu Mỹ lên cao. Mặc dù vàng có thể giảm trong ngắn hạn, nhưng các chuyên gia vẫn giữ tâm lý lạc quan với kim loại này trong dài hạn. Cụ thể, theo giám đốc điều hành của Zenith Gold Group cho rằng vàng sẽ còn tăng cao hơn nữa khi một loạt quốc gia tiến hành bầu cử trong năm nay, xung đột dai dẳng và nợ Mỹ ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, các ngân hàng trung ương hiện tại đang có nhu cầu rất lớn đối với vàng và điều đó chắc chắn sẽ không hề chậm lại. Đánh giá về biến động của vàng trong thời gian gần đây, chuyên gia phân tích thị trường ông Oleson nói rằng hành động giá mới nhất của vàng là một sự điều chỉnh lành mạnh. Và vị chuyên gia này cũng nói thêm rằng áp lực bán này sẽ giúp xác định mức độ nhu cầu của các nhà giao dịch. Và ông dự báo vàng có thể quay về vùng giá trong khoảng từ 2.555 cho đến 2.260 đô la Mỹ trên một ounce. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đấu thầu vàng Mỹ SJC từng được hy vọng giảm nhiệt giá vàng, tuy nhiên thì giá vàng vẫn bền bỉ duy trì ngưỡng cao đỉnh tại 84 triệu đồng trên một lượng. Cụ thể là với kỳ vọng tăng nguồn cung cho thị trường vàng, góp phần hạ nhiệt ổn định giá vàng, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng SJC sau 11 năm dừng lại vào ngày 23 tháng 4 vừa qua. Trước đó thì phiên đấu thầu đầu tiên dự kiến tổ chức vào ngày 22 tháng 4 đã phải hủy và rời sang ngày 23 tháng 4 khi không đủ đơn vị tham gia. Tới ngày hôm nay ngày 25 tháng 4 thì Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy phiên đấu thầu thứ hai. Do chỉ có một đơn vị duy nhất nộp phiếu dự thầu, thế nhưng đến nay chỉ có hai đơn vị trúng thầu với tổng khối lượng là 3.400 lượng vàng, khoảng 20% so với lượng chào thầu là 16.800 lượng. Đây được cho là một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng giá vàng tiếp tục leo thang. Trong khi đó, ngược lại với dự báo, giá vàng vẫn giữ quanh ngưỡng đỉnh là 84 triệu đồng trên một lượng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, trưởng bộ môn thị trường tài chính Đại học Kinh tế TP.HCM cho rằng, mức giá chào bán phiên đấu thầu còn quá cao tới 80,7 triệu đồng trên một lượng, không chênh lệch quá nhiều so với mức giá ngoài thị trường là 82 triệu đồng cho đến 84 triệu đồng trên một lượng. Và vẫn cao hơn giá vàng trên thị trường thế giới, do vậy mà mức giá không hấp dẫn được nhu cầu các đơn vị dự thầu. Đây cũng chính là ý kiến của nhiều chuyên gia, mục tiêu để hạ nhiệt giá vàng. Nhưng hiện tại Ngân hàng Nhà nước đang tăng cung nhưng giá chưa giảm, do vậy mà cần cân nhắc hạ mức giá đấu thầu vàng gần với giá vàng trên thị trường thế giới. Bên cạnh đó thì ông Huân đưa ra lưu ý, trường hợp hạ giá vàng xuống hẳn mức thấp, chắc chắn việc đấu thầu sẽ diễn ra suôn sẻ. Nhiều đơn vị trúng thầu với số lượng lớn, đồng thời nếu nhu cầu về vàng của người dân vẫn cao, tình trạng vàng trở nên khan hiếm là điều không thể tránh khỏi, từ đó giá sẽ lại tăng. Vì vậy mà giải pháp đấu thầu hiện tại mang tính ngắn hạn, cần có nhiều giải pháp khác nữa mới có thể tác động vào thị trường vàng. Về lâu dài, cần cho phép doanh nghiệp nhập khẩu vàng để tăng nguồn cung cho thị trường, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân nhấn mạnh. Ông đánh giá, ổn định thị trường đang là một bài toán hóc búa cho Ngân hàng Nhà nước, bởi tỷ giá đang cao, nhập khẩu vàng lúc này là không phù hợp. Đồng thời, nhiều vấn đề khác Ngân hàng Nhà nước đang cần phải ưu tiên là hạ lãi suất, ổn định tỷ giá, hướng tới mục tiêu cuối cùng là phát triển nền kinh tế. Vàng dù giá trị nhưng không phải là mặt hàng thiết yếu, do vậy mà thời điểm này chúng ta nên kiên nhẫn chờ tín hiệu, kết quả qua các lần đấu thầu và sau khi đã hoàn thành được các mục tiêu trên, lúc đó mới tính đến ổn định thị trường vàng. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi chiều tối ngày hôm nay. Nhìn chung thì mặt hàng vàng miếng SJC tiếp tục hồi phục nhẹ trở lại, còn mặt hàng vàng nhẫn số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì vẫn trong xuống giảm nhẹ. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối cùng của bản tin này. Còn đối với thị trường tiền tệ,
Tỷ giá đô la Mỹ Canada thương mại hiện tại thì vẫn không có thay đổi sau khi mà giảm 10 đồng trên một đô la Mỹ ở cả hai chiều trong phiên trưa nay, mua vào mức 25.137 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.477 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.620 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.700 đồng trên một đô la Mỹ, tăng 100 đồng trên một đô la Mỹ mua vào, chỉ bán ra không có thay đổi. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều tối nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 8 triệu 200 nghìn, bán ra 8 triệu 430 nghìn, giảm 500 nghìn đồng trên một lượng mua vào, giảm 200 nghìn đồng trên một lượng bán ra, hay là giảm 50 nghìn đồng trên một chỉ ở chiều mua, 20 nghìn đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra vẫn đứng ở mức 2 triệu 300 nghìn đồng trên một lượng. Đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 8 triệu 200 nghìn, bán ra 8 triệu 430 nghìn, cũng giảm 50 nghìn ở chiều mua, 20 nghìn ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8 triệu 180 nghìn, bán ra 8 triệu 400 nghìn, giảm 20 nghìn ở chiều mua, chiều bán ra không có thay đổi. Vinci Hồ Chí Minh và Vinci Hà Nội mua vào 8 triệu 230 nghìn, bán ra 8 triệu 430 nghìn. Phú Quý SJC mua vào 8 triệu 230 nghìn, bán ra 8 triệu 430 nghìn. Phú Quý SJC mua vào 8 triệu 230 nghìn, bán ra 8 triệu 430 nghìn. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8 triệu 240 nghìn, bán ra 8 triệu 430 nghìn, tăng 5 nghìn ở chiều mua vào và chiều bán ra. My Hồng SJC mua vào 8 triệu 270 nghìn, bán ra 8 triệu 390 nghìn, tăng 20 nghìn ở chiều mua, tăng 10 nghìn ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8 triệu 220 nghìn, bán ra 8 triệu 420 nghìn, tăng 20 nghìn ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng TP Bank Gold mua vào 8 triệu 180 nghìn, bán ra 8 triệu 400 nghìn, giảm 20 nghìn ở chiều mua, chiều bán ra không có thay đổi. Ngân hàng Vietinbank mua vào 8 triệu 200 nghìn, bán ra 8 triệu 432 nghìn, giảm 50 nghìn ở chiều mua, 20 nghìn ở chiều bán ra. Tiếp theo là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại thì vẫn duy trì là giảm 500 nghìn đồng trên một lượng mua vào, 200 nghìn đồng trên một lượng bán ra, hay là giảm 50 nghìn đồng trên một chỉ ở chiều mua, 20 nghìn đồng trên một chỉ tại chiều bán. Tuy nhiên thì đã hồi phục trở lại sau thời điểm trưa nay, chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra vẫn đứng ở mức 2 triệu 300 nghìn đồng trên một lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 8 triệu 200 nghìn, bán ra 8 triệu 430 nghìn. SJC Huế mua vào 8 triệu 200 nghìn, bán ra 8 triệu 430 nghìn. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8 triệu 200 nghìn, bán ra 8 triệu 430 nghìn. SJC Bạc Liêu mua vào 8 triệu 200 nghìn, bán ra 8 triệu 430 nghìn. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8 triệu 200 nghìn, bán ra 8 triệu 430 nghìn. Cuối cùng là giá nhận một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này duy trì là giảm nhẹ và đang được niêm yết như sau. Nhận một số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7 triệu 310 nghìn, bán ra 7 triệu 480 nghìn. Nhận một số 9 loại nửa chỉ mua vào 7 triệu 310 nghìn, bán ra 7 triệu 490 nghìn. Vàng 4 số 9 mua vào 7 triệu 290 nghìn, bán ra 7 triệu 400 nghìn. Vàng 24K mua vào 7 triệu 126,7 nghìn, bán ra 7 triệu 326,7 nghìn. Vàng 18K mua vào 5 triệu 315,6 nghìn, bán ra 5 triệu 565,6 nghìn. Vàng 14K mua vào 4 triệu 079,6 nghìn, bán ra 4 triệu 329,6 nghìn. Vàng 10K mua vào 2 triệu 851,1 nghìn, bán ra 3 triệu 101,1 nghìn. Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 7 triệu 362 nghìn, bán ra 7 triệu 532 nghìn. Nhẫn tròn 4 số 9 Hương Thị Vượng tại Doji mua vào 7 triệu 380 nghìn, bán ra 7 triệu 545 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Hãy